Nguyễn Hà Đông, nhân tài bị hủy hoại bởi thành công của Flappy Bird đến màn tái xuất đáng kỳ vọng. Năm 2013, một trò chơi trên smartphone do người Việt có tên Flappy Bird ra đời và nhanh chóng trở thành một cơn sốt càn quét trên toàn cầu. Đến năm 2014, Flappy Bird cũng là một trong 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Trước sự thành công đáng ngạc nhiên này, danh tính của người tạo ra nó thực sự khiến cả thế giới tò mò. Đó chính là Nguyễn Hà Đông. Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985 tại làng Lụa, Vạn Phúc, Hà Nội, có ba, sở hữu một cửa hàng chuyên bán thiết bị, mẹ làm trong cơ quan nhà nước, gia đình anh không quá giàu nên anh chưa bao giờ mơ về ngày trở thành nhà phát triển game nổi tiếng thế giới. Dù vậy, từ nhỏ Nguyễn Hà Đông đã tỏ rõ sự hứng thú với công nghệ, khi 15 tuổi đã bắt đầu học lập trình, 17 tuổi tự lập trình game. Đến năm thứ hai đại học, anh vừa học vừa đi làm cho công ty game. Anh tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin chuyên ngành hệ thống thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó tự mình làm từ năm 2011. Sau một thời gian hoạt động khá yên ắng, tên tuổi của anh chàng bỗng nổi lên như một hiện tượng vào khoảng cuối năm 2013, khi tựa game miễn phí Flappy Bird mà anh phát hành trước đó vào tháng 5 năm 2013 nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng người dùng di động trên toàn cầu. Tính đến tháng 2 năm 2014, tựa game này trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất tại hơn 100 quốc gia và đạt trên 50 triệu lượt tải về. Theo một trang công nghệ, tác giả của Flappy Bird có thể kiếm khoảng 50.000 đô, hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày từ quảng cáo trong game. Dù đây là một game hoàn toàn miễn phí, ngay cả Mark Zuckerberg, CEO Facebook mới đầu cũng không giàu lên nhanh như thế. Đầu năm 2015, Nguyễn Hà Đông được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là một trong 30 người dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam. Trước thành công vang dội đó, Nguyễn Hà Đông cũng phải thừa nhận phần nhiều là do may mắn, khi anh không có bất cứ nỗ lực marketing nào khác cho Flappy Bird ngoài vài dòng tweet giới thiệu về trò chơi mới đơn giản. Nguyễn Hà Đông cũng cho biết thêm, anh đã ấp ủ ý tưởng này khoảng 2 năm trước khi giới thiệu ra công chúng vào năm 2013. Giữa thời điểm hoàng kim về tên tuổi cũng như tiền bạc mà tựa game này mang lại, Nguyễn Hà Đông bất ngờ gỡ Flappy Bird vào tháng 2 năm 2014. Theo đó, sự thành công quá lớn và dồn dập đã khiến cuộc sống của Hà Đông bị xáo trộn. Anh được giới truyền thông đặc biệt săn đón, thậm chí những tờ báo hàng đầu thế giới như Forbes, Times cũng đều muốn được liên hệ phỏng vấn chàng trai 28 tuổi này. Thành công của Flappy Bird còn mang lại không ít rắc rối cho Nguyễn Hà Đông. Ban đầu là tin đồn liên quan đến vi phạm bản quyền hình ảnh các ống kính màu xanh, hay Tổng cục Thuế đã bắt đầu để ý đến khoản thu nhập của anh. Một số khác đặt nghi vấn cho rằng Hà Đông đã gian lận để đạt thứ hạng cao trên App Store. Chưa hết, trong bài phỏng vấn trên Rolling Stone, anh cho biết bản thân thường xuyên nhận được email của những người bị mất công việc hay bà mẹ không còn trò chuyện với con cái chỉ vì Flappy Bird. Sự bám đuổi, những lời chỉ trích và cáo buộc khiến Đông cảm thấy mệt mỏi, mất ngủ và không muốn đi ra ngoài. Anh từng viết trên Twitter, đó là điều tôi không bao giờ muốn, xin hãy để tôi yên. Tôi có thể gọi Flappy Bird là một thành công của tôi, nhưng nó cũng hủy hoại cuộc sống đơn giản của tôi, vì thế giờ tôi ghét nó. Nguyễn Hà Đông cũng khẳng định việc anh gỡ bỏ Flappy Bird không liên quan gì đến các vấn đề pháp lý. Nhìn lại toàn bộ vòng đời tuy ngắn ngủi nhưng rất kịch tính của chú chim vỗ cánh đến từ Việt Nam, người ta thấy tiếc nuối cho những thành công mà nó mang lại, nhưng cũng vui mừng cho cha đẻ của nó, bởi anh đã làm chủ số phận của mình, một người suy nghĩ độc lập. Sau khi quay trở lại cuộc sống đơn giản, anh không từ bỏ game mà tiếp tục cho ra nhiều game di động khác nhưng chưa có gì lặp lại thành công từng có. Trong lần tái xuất gần đây nhất tại sự kiện do Đại học Bách khoa tổ chức, Triệu Phú sinh năm 1985 ăn vận đơn giản, ít nói, tỏ ra khiêm tốn và đôi lúc có phần ngại ngùng. Nguyễn Hà Đông lý giải rõ việc anh gỡ bỏ Flappy Bird năm ấy, đơn giản vì bẩm sinh tôi không chịu được áp lực nên tốt nhất là gỡ. Nguyễn Hà Đông hiện đang vận hành một công ty chuyên về game, chỉ với hai nhân sự là anh và Flappy Guy, một bạn học cùng khóa K49 Đại học Bách khoa của anh. Hà Đông cũng tiết lộ đang phát triển một sản phẩm mới. Triệu Phú sinh năm 1985 thẳng thắn cho rằng xác suất để tạo ra một thứ tương tự như Flappy Bird là 0,1%. Anh không muốn nói trước vì nói trước khó mà vượt qua. Nhiều năm về trước, sau khi gỡ bỏ Flappy Bird ra khỏi App Store, Hà Đông nói với những người vây quanh tư gia của mình, xin hãy để tôi yên, thì đến lần này, anh nói với nhóm phóng viên đang vây quanh mình, xin đừng làm phiền không gian riêng tư của tôi.